Huấn luyện viên De Cham cảnh báo Griezmann ở tuyển Pháp. Tiền đạo Antoine Griezmann có nguy cơ mất suất đá chính ở tuyển Pháp vì thể hiện phong độ kém cỏi trong màu áo Barca. Tôi biết bạn đã xem trận đấu với Bồ Đào Nha. Hãy nhìn những con số thống kê về Griezmann. Cậu ấy có 81 lần khoác áo, 32 bàn thắng, 21 đường kiến tạo. Điều đó nói lên nhiều điều. Huấn luyện viên Didier Deschamps của tuyển Pháp chia sẻ với phóng viên. Tuy vậy những thống kê không đảm bảo bất cứ điều gì cho Griezmann. Cũng giống như một số cầu thủ khác, những người có thể chơi tốt trước Bồ Đào Nha. Tôi biết tài năng của Griezmann và những gì cậu ấy đóng góp cho đội bóng. Chia sẻ của huấn luyện viên Deschamps được cho là cảnh báo của Griezmann tại đội tuyển quốc gia. Tiền đạo này có thể mất suất đá chính. Cũng theo chiến lược gia người Pháp, Griezmann không cảm thấy hạnh phúc với tình hình tại Barca. Ông cho rằng cậu học trò dường như không được sử dụng đúng cách ở câu lạc bộ. Điều này khiến cựu trung phong của Atletico Madrid bị kìm hãm và không thể bùng nổ. Tuy vậy, huấn luyện viên Deschamps không muốn can thiệp vào cách Barca sử dụng Griezmann, người được cho là chỉ chơi tốt khi được xếp ở vị trí của Lionel Messi. Neymar vượt Ronaldo hướng tới phá kỷ lục của Pelé. Neymar vượt qua thành tích ghi bàn của Ronaldo với cú hat-trick vào lưới Pelé giúp đội tuyển Brazil thắng 4-2. Theo Gao, tiền đạo của PSG đã ghi 64 bàn thắng sau 103 trận khoác áo đội tuyển Brazil. Neymar vượt mặt Ronaldo béo để trở thành chân sút vĩ đại thứ hai trong lịch sử Selecao. Ronaldo béo ghi 62 bàn thắng sau 98 trận khoác áo tuyển Brazil. Vua bóng đá Pelé đang giữ kỷ lục với 77 bàn thắng. Ở tuổi 28, Neymar còn nhiều cơ hội để cống hiến cho tuyển Brazil và sô đổ kỷ lục ghi bàn tồn tại 50 năm của Pelé. Neymar ra mắt tuyển Brazil năm 2010. Cựu tiền đạo của Barcelona còn hướng tới kỷ lục ra sân nhiều trận nhất cho tuyển Brazil. Hiện tại Cafu dẫn đầu với 142 lần ra sân. Theo Tafares, cựu thủ môn tuyển Brazil tin tưởng Neymar sẽ dẫn dắt Selecao vô địch World Cup lần thứ 6. Anh ca ngợi Neymar là cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy có khả năng dây bóng ấn tượng và ghi những bàn thắng tuyệt vời. Neymar rất quan trọng đối với Brazil. Hy vọng cậu ấy có thể trạng tốt để dẫn dắt Brazil vô địch World Cup. Hàng thải của Liverpool thoát cảnh thất nghiệp. Hậu vệ Nathan Kai chuẩn bị ký hợp đồng với Crystal Palace sau nhiều năm thất nghiệp do bị Liverpool giải phóng hợp đồng trong mùa hè 2020. Nathan Kai tập luyện tại Palace trong một tháng vừa qua để duy trì thể lực. Anh đã bỏ lỡ mùa giải trước vì chấn thương dây chằng đầu gối trong trận giao hữu trước mùa giải của Liverpool và Borussia Dortmund. Theo The Atlantic, hậu vệ phải này đã gây ấn tượng với huấn luyện viên Roy Hodgson của Palace, đủ để anh chuẩn bị ký hợp đồng đến cuối tháng 1/2021. Kai ra sân trong trận đấu gần đây nhất của U21 Palace và đội U21 Aston Villa. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của anh sau 15 tháng. Cầu thủ 29 tuổi bắt đầu sự nghiệp của mình tại sân Hoop Park năm 2008 và ra sân 137 lần trước khi chuyển đến Southampton năm 2012. Tới tháng 7/2015, Nathan Kai gia nhập Liverpool với mức phí 12,5 triệu bảng kèm hợp đồng 5 năm. Do thỏa thuận của Kai với Palace chỉ có dài hơn 3 tháng, cựu tuyển thủ của anh được cho là sẽ dự bị cho John Wack. Lên tuyển Pháp, Pogba tiếp tục thả thính Real Madrid. Tiền vệ Pogba không giấu giếm được mơ ước chuyển sang khoác áo đội áo hoàng gia Tây Ban Nha. Và anh nhắc lại mong muốn đó khi nói chuyện với báo giới, trong khi trở về là nhiệm vụ quốc tế với tuyển Pháp. Pogba sẽ hết hạn hợp đồng với Manchester United vào mùa hè 2021 và lúc này đang nghi ngờ về tương lai của mình. Khi anh thừa nhận rằng vẫn chưa đàm phán với phó chủ tịch Ian Woodward về việc kích hoạt gia hạn thêm 1 năm. Thời điểm hiện tại, Pogba đang trở về Pháp để tập trung. Cựu cầu thủ của Juventus trong phát biểu mới đây nhất của mình trước báo giới đã không ngần ngại bày tỏ giấc mơ được chuyển sang Real Madrid, đích đến mà Pogba nhiều lần thổ lộ mong muốn. Hôm nay tôi vẫn ở Manchester United và tôi đang chiến đấu để cố gắng đưa câu lạc bộ lên cao hơn nữa, Pogba nói trong cuộc họp báo. Tất cả chúng tôi đã nghe những điều này, phải trả lời ra sao nhỉ? Vâng, tất cả các cầu thủ đều muốn chơi cho Real Madrid. Có lẽ đó là một giấc mơ. Với tôi đó là một giấc mơ, tại sao không phải là một ngày nào đó? Như tôi đã nói, tôi đang ở Manchester và tôi thích câu lạc bộ của mình. Tôi đang thi đấu cho Manchester United. Tôi đang tận hưởng bản thân và tôi muốn làm mọi thứ để có thể đưa câu lạc bộ trở lại vị trí xứng đáng. Tôi đã cố gắng hết sức giống như các đồng đội của mình. Tôi thích tập trung vào bóng đá hơn và sớm trở lại với thể lực tốt nhất, ngôi sao người Pháp nói thêm.
Mata từ chối đề nghị khủng để ở lại MU. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, tiền vệ John Mata của Manchester United đã có cơ hội rời Old Trafford để chuyển sang chơi bóng ở Trung Đông. Tuy nhiên anh lại quyết định sẽ tiếp tục cống hiến cho Quỷ Đỏ. Theo tờ AS, một số đội bóng giấu tên của Ả Rập Xê Út đã rất muốn hợp tác với Mata không phải một lần mà đến hai lần. Lần thứ nhất, họ đề nghị Mata mức lương 16 triệu euro một năm nhưng bị từ chối. Tiếp đó đội bóng này nâng mức đề nghị lên thành 20 triệu euro một năm. Đây là một con số rất lớn, vậy mà vẫn chưa đủ để Mata siêu lòng. Đáng nói ở chỗ, Mata hiện giờ chỉ là lựa chọn thứ yếu của huấn luyện viên Sousa. Anh không thể cạnh tranh được vị trí chính thức với Bruno Fernandes và lại vừa có thêm đối thủ đáng ngờ là tân binh Donny van der Beek chuyển tới từ Ajax Amsterdam. Mặc dù vậy, cầu thủ nhỏ con người Tây Ban Nha này lại muốn ở lại Old Trafford để có cơ hội chơi bóng đỉnh cao thay vì tìm kiếm cơ hội ở bên đấu mới. Mata được MU mua về từ Chelsea vào hồi tháng giêng năm 2014 với giá 45 triệu euro. Anh hiện còn hợp đồng với Quỷ Đỏ đến hết mùa hè 2021 và chưa rõ có được giữ lại bằng một bản hợp đồng mới hay không. Kể từ đầu mùa, Mata vẫn chưa ra sân trận nào ở Premier League và được huấn luyện viên Sousa sử dụng 2 lần ở Cúp Liên đoàn Anh. Đây là hai trận đấu mà cầu thủ 32 tuổi người Tây Ban Nha cán mốc 50 bàn thắng cho MU. Ngoài ra anh còn được bầu là người chơi hay nhất ở hai trận đấu này. Vida, con quái vật ở tuyến giữa Inter. Trong bối cảnh nhiều trụ cột sẽ lỡ trận derby Milan ở Serie A vào hôm thứ bảy tuần này, Inter vẫn còn những điểm tựa, trong đó có Arturo Vidal. Dù mới đến, nhưng tiền vệ này đã nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng huấn luyện viên Antonio Conte. Vidal sân tất cả 3 trận đấu mùa này tại Serie A, gồm 15 phút cuối trận với Fiorentina, 52 phút trận thắng Benevento và 73 phút ở trận hòa Lazio 1-1. Mỗi trận Vidal thể hiện phong độ ấn tượng khác nhau. Khi anh vào sân ở trận gặp Fiorentina, Inter đang bị dẫn 2-3. Nhưng Vida thông linh tuyến giữa những phút còn lại để mang về chiến thắng ngược kịch tính 4-3. Vida tiếp tục làm chủ tuyến giữa của Inter Milan khi họ hủy diệt Benevento với tỷ số 5-2. Rồi sau đó đá 73 phút ở trận làm khách Lazio khi hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Trước Lazio là một Vida tinh quái vì anh Marcelo Immobile phải nhận thẻ đỏ. Trong pha bóng đó, chính Vida phạm lỗi với Immobile với một cú sạc bóng sai luật. Nhưng sau đó anh tiến lại kéo đối phương để khiêu khích, để rồi ngay sau đó Immobile nổi nóng khua tay vào mặt. Vida chỉ chờ có vậy, ngã ra ăn vạ đúng kiểu Sergio Busquets của Barcelona và Immobile phải nhận thẻ đỏ. Khôn ngoan mưu mẹ nhiệt huyết, tinh thần thi đấu không lùi bước, tất cả hội tụ ở trong Vida. Cũng chính vì thế Antonio Conte muốn có anh. Vida nằm trong số 2 cầu thủ mà Antonio Conte tốn rất nhiều công sức để chiêu mộ về Inter.